Hello, xin chào quý vị và các bạn. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị làm airdrop trên sàn giao dịch Dodo Exchange. Và Dodo đến ngày 29 tháng 9 năm 2021, sinh nhật 1 năm tuổi. Quý vị chỉ cần giao dịch trên sàn Dodo và quý vị điền thông tin thì quý vị sẽ nhận được quà từ chương trình airdrop sàn Dodo. Thì Dodo hiện tại đang được nít trên sàn Binance và một số sàn lớn khác, quý vị có thể kiểm tra trên CoinGecko hoặc là CoinMarketCap. Thì ở đây tôi sẽ sử dụng cái ví Sapan. Quý vị cũng có thể sử dụng ví chớt hoặc ví Meta. Đây thì Dodo có cái biểu tượng màu vàng này đã được tích hợp vào cái ví Sapa. Đó, quý vị sử dụng mạng lưới BSC thì quý vị chọn luôn cái Dodo ở cái trình DApp của cái ví Sapa. Đó, tôi sẽ chọn Dodo. Quý vị chờ trong giây lát. Rồi, thì ở đây, đây là cái giao diện swap hoán đổi các token trên sàn Dodo. Quý vị chỉ cần giao dịch swap các token trên cái sàn này trong cái tháng 9 năm 2021. Đó. Quý vị cũng swap mua bán như bình thường, giống như là cái sàn Pancake thôi. Ok chưa? Đó, quý vị cũng nhập cái số lượng này. Xong thì quý vị chọn vào swap và quý vị xác nhận thêm một lần nữa. Đó. Rồi, sau khi quý vị giao dịch trên cái sàn Dodo này xong thì quý vị hãy trở lại cái ví để lấy cái địa chỉ mà quý vị đã giao dịch trên cái sàn này. Ok, bây giờ tôi sẽ tắt nó đi. Bây giờ tôi sẽ ra cái giao diện để quý vị điền cái thông tin khi quý vị giao dịch. Tôi sẽ để cái đường link để quý vị có thể điền form ở bên dưới video. Đó. Rồi, đầu tiên là cái ngày sinh nhật này. Tiếp theo là cái tổng cung này. Đó. Rồi, lợi ích khi nắm giữ VDodo. Quý vị chọn vào tất cả đi. Rồi, cái phần user Telegram thì quý vị hãy join in vào cái group Dodo EX Việt Nam. Tôi sẽ để cái group ở bên dưới video. Quý vị hãy điền cái link Telegram của quý vị vào. Ok chưa? Rồi, quý vị hãy viết một bài đăng chúc nhật, chúc mừng sinh nhật Dodo lên Twitter. Đó. Và tab cái sao này, Dodo này, một year vào và tap thêm 3 người bạn nữa. Đó. Rồi, quý vị đang giao dịch trên sàn Dodo bằng cái mạng lưới nào? BTC, Polygon, ETH. Thì ở đây tôi giao dịch bằng cái mạng lưới BSC đi, thì tôi sẽ chọn là BSC. Rồi, cái phần cuối cùng là cái địa chỉ ví của quý vị. Ok chưa? Ví dụ cái địa chỉ ví của tôi giao dịch trên cái mạng BSC thì tôi sẽ lấy cái địa chỉ ví của tôi copy vào đây. Đó. Rồi, tôi chọn gửi. Ok, vậy là đã xong cái phần điền thông tin. Thì quý vị chờ hết cái ngày 29, chờ hết tháng 9 đi. Đó, hết tháng 9 thì mọi thông tin họ sẽ cập nhật trong group Telegram. Ok, và tôi xin kết thúc video tại đây.